Với sự tham gia của các diễn viên Tần Lam trong vai Phú Sát Hoàng Hậu, Nhiếp Diễn trong vai Càn Long Hoàng Đế, Sa Ti Mạng trong vai Nhàn Phi, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Ngụy Anh Lạc. Bảo sao suốt ngày đứng ngó cửa sổ, hóa ra là hóng mấy con chim thỉnh thoảng đậu xuống chơi.
Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà. Cái con này. No. Please don't pet me. No petting, thank you. I don't wanna be petted. Do not pet. You can go pet your mom or something. No petting. Get your petty paws away from me. Trong đoạn video, một con chó nhắm mắt lim dim ngồi yên tận hưởng khi được con mèo nhẹ nhàng dùng hai chân trước xoa bóp vùng cổ. Chủ nhân của con chó cho biết đây là một con mèo hoang thường đến xin ăn. Massage là một trong những cách nịnh nọt để được con chó chia cho một phần thức ăn. Còn những lần khác, con mèo sẽ dụ con chó đi xa.